chào, xin chào. Xin chào. Xin chào. Ngày hôm đó mình ngồi đó yêu một người thì hạnh phúc với người mình yêu. Có một cái đường con trời đi ra là thank you.
Đi chăng bò cầm cây roi thật to. Hôm nào ông bà được hai con. Không đi. Tao lấy cái roi tao chọc đi bò. Bò đó chạy tầm lâm tầm la. Mua vụn. Và một năm là bà ta đang đi mua vụn không có. Bộ không cần. Nên mình mua được một con bò hai con bò thôi. Hai con bò cải thôi. Lắm à? Ừ. Thế hôm xưa ông có được hai con bò cải mấy. Ông dùng đấy. Dùng đến được con đó. Ra rồi đấy. Dùng em đang làm gì? Ông dùng lâu rồi, ông dùng đến ông bán to, ông nhỏ, em dưới là năm ông bán hai con nữa. Vâng, năm ông lấy được bì. Thiếu. Sao ông thiếu á? Anh sợ chồng nữa, bò lên là ông bán thiếu. Ừ, đi trong bò đi.
mình bỏ ra, hiểu không? Mình gửi ngay đi thả cho nó cỏ thôi. Thì nằm chưa được đang ở. Đi đi. Đi đang bò đấy. Ơ, cái thằng đang bò ngồi ăn khoa bên ngoài bên ngoài cửa sổ. Tí đang bò cầm cây roi to. Bò cũng đê áo lấy cái roi tàu cầm bò. Bởi vì ai nghe là hết thế, bài cũng hay chứ. Chú là 4 giờ 11 rồi à?